trả lời nữa. Bây giờ quá thằng tùm chuyện chữa cho con, bà con không muốn được thì con phải ra đi mà không được trả lời nữa. Con vô chùa thường như con tu vô hành cho nên để cho cha mẹ đỡ quá khổ khổ con, lo cho con tận tình đến nơi đến chốn. Nhưng cuộc sống của con ra không không được thì ngay ngay con vô thành ra đi, không có buồn không phiền gì hết. Còn con thương núng níu là không con thôi, con còn làm gì nó lo quá biết rồi. Còn mạnh giỏi thì lo cho con hết lòng. Đất cũng vẫn bán, nghe không? Đất vẫn bán rồi đụng ngay cuộc sống bây giờ tạm bợ. Từ giờ ngày nay con ra đi cũng vui vẻ, nghe không? Còn con không còn núng níu gì nữa hết. Ngày nay là ngày vĩnh viễn cuối cùng, đưa con ra đi là không còn phải trở lại. Bây giờ như anh em quay rồi là chúng tới giờ đưa cho cháu lên đi. Dạ. Rồi. Thì mà anh em bây giờ là 12 giờ, đúng là móc 12 giờ, không qua 1 giờ. Rồi đúng vậy đó. Thì giờ chúng quay chỉ làm chút rồi nghỉ. Mà nói như này vậy đó. Rồi bắt đầu đưa đi quý cô chú anh chị, đưa đi cháu đi. Mình cứ tới giờ mình cứ đưa đi đi cho. Đi vô quay thấy sao? Cứ tới giờ mình đi. Chút đi. Đó, làm cha làm mẹ phải lo cho con quá đúng rồi. Cái bệnh nhát nghèo là các nhà hảo tâm vẫn lo mà để cứu chữa cho cháu. Bạc trăm triệu thì nói chung nghèo quá không có mà ta để mà con bệnh quá là nghèo. Như nay nó đã qua đời thì nhà đời là vĩnh viễn. Cha mẹ đưa cho con một người này thì đó rồi lời vĩnh viễn chia tay, cha con không còn gặp nhau nữa. Gì đó. À, thôi vậy chú tận tình nữa con. Con về cõi trên con sống đi. Ra đây không còn nói chung là còn sống vĩnh viễn gì nữa. Đầu cũng lo. Ra mà ra đi rồi là không vĩnh viễn đặc biệt. Đưa đầu qua đó hỏi mướt hỏi. Đưa đầu hỏi đi. Mướt ơi. Mướt luôn. Mướt gọi gì đó người cho nó cái một là ngày cuối cùng. Tới giờ là mướt. Con đi. Thì con phải nhà họ đâu đó nè. Con cũng sống lại đây. Trong xã hội, xã hội nhà hảo tâm cũng cố tình lo cho cháu mà không được sống được năm nay. Bây giờ thì thôi. Bây giờ vừa nói với hai con là nói sống khôn nghiệp nhưng mà nó ở với mình được rồi. Còn không ở được thôi đừng có bao giờ để ghi nhớ trong đời này đó. Con là con của mình. Mình tạo ra là cái cuộc sống của mình hết khả năng mình tạo nó. Nó không ở với mình thôi con à. Hai con nên nhớ kỹ. Nó không ở với mình thôi. Ngoài nữa không? Khải ơi. Khải ơi. Cho nó chạy như vậy rồi đó. Rồi thì đấy nó chạy đâu vô đó. Gắn rồi gắn rồi chạy. Có túi ai đi ra ngoài. Còn miếng không? Còn miếng không ơi? Viêm liễu mới được, viêm liễu mới được, đâu có được. Ủa cái này xài pin mà. Pin không? Nóng có pin là không được đó con. Không xài pin mà, cái này xài pin. Pin mà. Rồi thiếu cục. Cục có pin mà. Đang đây rồi đó. Rồi cùng với mình cho tới đó rồi đưa luôn vĩnh viễn. Không được quyền mở đền lợi của vực này nữa. Mua gì nữa trong nhà không? Bên trên nhà tránh có hả? Bên về đậu ra đây. Rồi nhá, cứ thôi. Rồi bỏ trộn nè. Anh ra đây nè. Anh có ra đường này không mà anh không có gãy được bởi cho mấy người gãy đâu ông bởi bảy đâu anh xỉn hơn rồi không có đưa được mà đưa ông có đưa ra đây nè đưa ra đây nè bỏ túi đi. Rồi tao cho nó trong trong 7 8 tuần tuổi 8 năm tuổi là tụng kinh rồi. Đủ mang tiền ngồi. Không mang tiền. Đường qua đường bay đường ngõ thì trúng. Quay cho tao đàng hoàng luôn đi. Bây giờ đó cho luôn đi. Cái gần này á trời ơi dữ tao. Đi đâu rồi? Rồi bắt đầu đưa cháu đi cô chú anh chị á. Cháu đi về nhà nghỉ á. Vô luôn cái thằng mà. Đi cháu. Dạ, đúng lễ nghỉ. Rồi gió đầu lên. Cắt đầu lên. Cái đầu lên. Anh hạ cái đi. Ở đó hạ cái nữa. Về đi thẳng vô. Đó lại cầm này trên tay chồng bọc lên tới. Thẳng lên. Lên 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 cho nó đi. Đây.
À, cứ đi đi, mình cứ đi tự nhiên đi. Đường nào được thì mình đi. Đừng nghĩ tụi em gì hết á. Bây giờ tới cái xe chồng bọc đi. À, chưa đi chồng đi. Không có để xuống nữa. Nghĩ nó mua rượu cho ông bác luôn. Không có để xuống, bây giờ chồng bọc nè. Cái đầu quay đâu? Ừ. Cái coi coi cái đầu á nha, coi cái đầu á. Cái đầu chuồng nào nha. Qua ở này không có cọng dây hơi khó nha. Chưa được có quá. Cái này cũng mới vừa xây chưa được khô luôn á cô chú anh chị. Lấy cái cây lấy hai cây đò. Ủa mình không có xài dây để đưa xuống cho mấy đồng. Này không có dây hay để đưa xuống á nó dễ. Cái này hơi khó nha. Có cọng dây ha, dây á. Hai dây hai đầu á. Đổi đầu luôn. Đổi đầu lên. Ông làm không dám nhả cái me được hả? Có chặt lấu chuyện trời. Có chừng kẹt tay nha, kẹt tay á. Có chừng kẹt tay nha. Sửa cho ngay lại chú ơi. Sửa coi ngay lại nha. Rồi, đừng có buộc ha. Rồi, cái đầu qua bạch chiếu. Rồi. Rồi, đi con. Con có để lá đu đủ không kìa chú ơi? Rồi, bỏ hai cái tàu đu đủ trước. Đủ đâu, đủ rồi đó. Đây, con quất quất cho mấy quất bỏ xuống. Quất cho mấy quất bỏ xuống. Quấn con một hai nè, ba nè, nó thiếu nè, thất thiếu. Mẹ bỏ cha mẹ đi sớm rồi đó. Bỏ cha mẹ đi sớm. Bỏ ba. Còn cấu. Bỏ ba. Lụm ông đất bỏ vô. Cũng ông nào lụm cũng được chứ ông nào lớn lớn việc vừa dục cho nó ăn cho nó hửi. Tự lụm chứ đi. Bảy cũng được gì? Ai cũng được hết trơn á. Ai cũng được. Rồi đâu lại. Rồi đưa cái lấy cái đồ đóng vô sao. Một ba. Mình lên lên đúng rồi mình nó bỏ xuống. Không, bỏ cho nó bằng lại. Bằng nặng nặng cái đổ cái miếng dĩ ngang đó đó. Bây giờ mình đổ vô đi tới đâu mình đổ tới đó. Cái cột vô ngồi. Cái trời găng cái đè xuống ta cắn liền chứ ai mà ngồi đó. Trời trời nó cắn luôn. Nó cắn luôn sao? Nó chết rồi. Nó hút con cắm nó dây xong mày cắn được không? Ừ, hả? Cắn được không? Được, cái dây nào cắn được. Hồi đó cắn dây đờn nữa kìa. Nó đi thằng ba mở rồi. Nó dây thùng cắn được rồi. Cái này lắc cho bao hồ nữa nè. Đừng đè quá, ngày đè quá nó chặt ra đó. Nó đổ bào. Trời ơi, mới vừa xây đó cô chú anh chị, chưa được khô luôn á. Mới vừa xây á. Lắc lên nửa bao không? Thì được lần nửa bao. Lắc nửa bao, lắc cho nhiều. Rồi anh đưa bỏ ra đi, đưa đóng cái này nè. Đưa đóng cái đó cho nó đi. Rồi xong canh gạt rồi đó là xong. Rồi lấy mấy dĩ để lên đổ rồi bích lại luôn. Bốn rồi. Dạ dạ, đừng bốn cũng được, đừng ba. Bốn con ba gì cũng được, chứ nặng có đóng cái miếng này đổ gạt đổ. Không nhớ cái trái dừa đó không? Mẹ trái dừa từ đó xuống đó mà hai người ngồi chính giữa mà rớt tính đâu là đủ mẹ đi đâu thay rồi đó chứ. Vậy cái gì nó cũng có cái sự mà che chở. Anh bị sao? Ngồi đó đó hả? Đó. Ngồi sát cho đó đó. Hay là ngồi con bự vô ngồi đó giờ đây không? Để rớt cái giữa luôn. Cái dừa rớt cây giữa. Rớt ngay cây giữa cái bình. Rớt ngay cây giữa hả? Cây giữa. Ông ngồi đây chắc bên rồi. Với ông này nè. Ngồi với ông này nè. Ướt quần chứ kìa. Cái dừa bà lớn này hả? Đó, từ cho nó rớt xuống đó. Trời ơi.
tính đâu đi luôn rồi chứ. Cái gì nó cũng có may mắn. Về chạy. Rồi ngồi cái ngồi ngồi bên đang ngồi chuẩn bị thằng làm ly mà đủ bóng vừa ngủ cái bọc là gấp. Sáng giờ đứng không có sao. Cô chú anh chị mình đã chia sẻ cũng như bình luận cầu nguyện cho cháu ha cô chú anh chị. Quá trời tội của chú anh chị thì bây giờ người nhà cũng không lừa sợ dương vắng á. Thì hôm nay Mạnh cũng đưa tiễn cháu về nơi ăn nghỉ rồi. À, nếu mà cô chú anh chị thương gia đình muốn giúp đỡ gì đó thì cứ liên hệ trực tiếp, Mạnh sẽ gửi số điện thoại cho gia đình đến cô chú anh chị. Thôi thì Mạnh cũng xin phép kết thúc video tại đây. Chúc tất cả cô chú anh chị gia đình luôn an lành và hạnh phúc ạ. Rồi Mạnh xin chào, hẹn gặp lại cô chú anh chị video sau.